Và bây giờ đi mua máy hút bụi thôi cả nhà ơi. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bạn máy hút bụi của Hàn Quốc, xem là hôm nay nhà em sẽ mua loại gì và bao nhiêu tiền nhé. Và trước khi đi thì chồng em không quên mặc quần áo rất là lịch sự như thế này, mặc dù là sau khi mua xong thì đều phải ra ruộng làm việc. Và em thì sau khi mua xong thì sẽ đi học làm tóc vào ngày hôm nay. Và cái máy lau nhà, máy hút bụi của nhà em nó bị hỏng rồi, cho nên bây giờ chồng em phải đi quét. Cái khoản dọn nhà này là chồng em đảm đương các bạn ạ. Bảo tóc vợ nhiều, còn hơn là chồng không có tóc, hói đầu. Hói. Tôi hói gì kia vậy vậy bố? Tôi hói. Tôi hói. Có ai tự nói mình hói không các bạn? Trước khi đi thì em có bảo chồng là mặc quần áo đi làm nông luôn, rồi đi mua xong rồi đằng nào cũng ra ruộng. Thì chồng em bảo mặc thế nó mất lịch sự, nó không có đẹp. Thế là lại phải thay luôn một bộ đồ rất là lịch sự và nghiêm chỉnh. Đi mua xong rồi mang quần áo ra ngoài ruộng tí nữa thay đồ đấy các bạn ạ. Người Hàn nhiều khi đi ra ngoài họ ăn mặc, nhất là đi đến những cái chỗ đông người ấy, họ quan trọng cái thể diện. Ví dụ như là không bao giờ thấy mấy người họ mặc đồ ngủ hay là cái gì ra ngoài đường đâu. Mà nhất là chồng em mà khi mà sang Việt Nam mà thấy em mặc đồ ngủ mà đòi đi ra ngoài là bắt thay ngay. Và đa số người Việt Nam mình thì cứ mặc đồ ngủ đi chợ rồi đi ra ngoài là chuyện bình thường đúng không ạ? Tuy nhiên thì người Hàn họ không có mặc đồ ngủ đi ra ngoài đường. Và nhất là những đàn ông người Hàn ấy, những người mà sang Việt Nam mà gặp vợ rồi là đi cùng nhau mà phụ nữ Việt Nam định mặc đồ ngủ ra ngoài là họ bắt thay không cho mặc. Ngày trước em ở Hà Nội mà mặc cái quần short mà nó ngắn ngắn mà nó nóng ấy, mà quần short thôi nó ngắn ngắn một chút thôi mà chồng em cũng bắt thay không cho mặc. Nhiều khi thì không biết là có phải là chồng bảo thủ không, nhưng mà mỗi người một suy nghĩ. Nếu mà chồng không thích thì mình cũng có thể thay đồ, và khi nào mà đi không có chồng thì mình có thể mặc theo ý mình thích, đúng không các bạn? Ngày hôm nay thì thời tiết khá là âm u các bạn ạ, tại vì sắp đến mùa mưa tại Hàn Quốc. Và bạn nào mà làm nông thì nhớ để ý, nếu mà chuẩn bị đến mùa mưa thì tốt nhất là tìm công việc khác để làm. Tại vì mùa mưa thì nó thường kéo dài khoảng ít nhất là nửa tháng đến một tháng, khá là lâu. Và thời gian đó mà không đi làm được thì thường không có việc. Thì có thể đi tìm những cái công việc khác ở công ty hay là chỗ nào người ta thuê làm thêm nhé các bạn. Có khá là nhiều chỗ họ thuê, ví dụ như là công trình xây dựng họ cũng thuê khá là nhiều, và mọi người có thể tham khảo nhé. Đã đến nơi mua hàng rồi đây các bạn ơi. Đây là một trung tâm bán hàng của Samsung. Ngồi đóng cửa. Chồng em bị hói, em phải đội em cái mũ các bạn ạ. Che cái độ hói của mình. Đến chỗ này thì họ đóng cửa các bạn ạ. Tí nữa có cuộc họp hay gì đấy, mãi phải sau 30 phút nữa mới mở cơ. Nhà em thì đang cứ vội, chồng em phải ra ruộng nữa. Sau khi nhân viên nghe nói vợ chồng em muốn mua máy hút bụi cho nên là họ đã mở cửa cho hai vợ chồng em vào tham quan và mua đồ. Và đây là hai cái máy mới nhất với giá là 1.400.000 và đến 1.600.000 won các bạn ạ. Và bây giờ chồng em đang thử máy. Cái máy mà chồng em thử thì giá là 1.240.000 won. Ở đây nó có rất là nhiều những cái dòng máy khác nhau. Mẫu mới thì sẽ đắt hơn mẫu cũ một chút. Mẫu mới và mẫu cũ thì chênh nhau là 400.000 won. Tuy nhiên thì chồng em cũng muốn tiết kiệm tiền cho nên là mua cái mẫu cũ thôi. Còn mẫu mới thì nó nhẹ hơn một chút và cái tính năng tự động của nó thì cao hơn. Và đây là một số những cái sản phẩm dọn tự động, máy hút bụi tự động, họ gọi là robot hút bụi đấy các bạn. Và bây giờ em sẽ lấy máy ra và thử cho các bạn xem nhé. Đấy, vừa mới lấy ra nó đã rơi cái nắp ra rồi. Tí nữa mà có mệnh hệ gì nó lại bắt em đền hết hồn. Máy chạy thử được cái rất là nhẹ và êm, vì là máy hút bụi không dây cho nên là rất là tiện lợi các bạn ạ. Và một cái máy này sau khi các bạn lau nhà hút bụi xong thì các bạn có thể cắm vào và nó sẽ tự sạc pin, cũng rất là tiện dùng và gọn gàng. Sau một hồi xem xét thì nhà mình sẽ mua cái máy màu xanh này các bạn ạ, giá là 1.240.000 won và trả góp. Máy ở bên này thì là loại máy đời mới hơn thì đắt hơn 1.650.000 won.
Bên này thì nó được cái là khỏe hơn cho nên là đắt hơn. Với lại nó cũng có nhiều cái chức năng tự động hơn rồi, nó nhẹ hơn một chút. Thì đây là sản phẩm mới ra, còn đây là sản phẩm của năm ngoái. Máy này với máy này thì giá bằng nhau này. Máy này là cái đồ đời mới hơn nhưng đắt hơn này. Và mỗi máy thì nó đều có những cái sản phẩm đi kèm, ví dụ như là đây là hút bụi này, đây là lau nhà này, và đây là những cái giống như là cọ rửa rồi thay đổi. Còn bên dưới kia là những cái chỗ hút bụi cho những cái khu vực nhỏ, hay là sofa hay là gì đó. Có rất là nhiều những cái công năng. Và mỗi máy bây giờ thì đều có chỗ để tự động gọi là gì nhỉ, sạc pin. Sạc pin sau khi hút bụi xong thì có thể đem lại và cắm lại, rất là tiện lợi. Đây các bạn thấy, nhấc lên cắm vào, nói chung là nó cũng khá là nhẹ và rất là tiện, tự động. Cái này thì để xuống thì nó tự dọn và sạch cái ống rác này. Còn cái máy bên này thì là phải ấn nút thì nó mới làm cho, nhấn vào đây để nó dừng lại, đỡ đứt tay. Và bây giờ chồng em đi thanh toán rồi, ngày hôm nay thì sẽ mua cái máy hút bụi này. Rất là vui các bạn ạ. Nhà em sẽ sạch sẽ thêm nếu mà có cái máy này, rất là tiện lợi. Ở bên này thì đây là máy tự động, máy dọn tự động, nó tự chạy khắp nhà và dọn sạch. Và máy này thì nó cũng có cái sạc điện đấy kia, sau khi dọn xong nó tự chạy vào cái chỗ sạc điện. Đây là bếp đời mới của Samsung đấy các bạn. Wow, nhìn cái bếp thích quá. Mình mua cái bếp này nấu ăn thì thích nhỉ. Bếp này mới ra, giá ở đây thì có hai loại. Wow, hơn 2 triệu won. Nhìn có vẻ cao cấp, chắc là nó có cho cả nồi rồi đồ nấu. Bên này là bếp nướng, bên này là bếp nấu à. Đây là nồi cơm điện, ở đây họ cũng bán các bạn ạ. À, cúc chen này 470.000 won, cúc cu này 410.000 won. Nồi nói chung là nhìn nó khá là đẹp và mới, có vẻ cao cấp hơn cái nồi nhà em. Đó, nồi bên này 520.000 won, toàn cúc cu với cúc chen đấy, nhiều màu sắc nhiều loại lắm. Bạn nào mà muốn mua nồi thì có thể ra đây mua, hoặc là em có thể mua gửi về Việt Nam. Đây nồi cao cấp hơn này, 620.000 won. Đây là máy xay sinh tố, dạng rất là ok đây, 210.000 won này. Bên này 330.000 won. Nói chung là cũng có rất là nhiều giá. Và máy đa số là toàn máy bự thôi. Cái này làm cà phê nhà hàng thì thoải mái nhỉ. Ngoài những cái máy hút bụi không dây bây giờ thì nó có cả cái máy hút bụi có dây các bạn ạ. Máy hút bụi có dây thì không có đắt lắm, có 140.000 won hoặc là 280.000 won. Đây ví dụ như máy này thì cũng chỉ khoảng 5 triệu Việt Nam đồng thôi. Mà nó hút thì nó cũng khỏe lắm, chỉ chẳng qua là nó có dây ấy, thì nó hơi bất tiện một chút. Và ngày hôm nay vợ chồng em đã mua được một cái máy hút bụi dưới đây, và bây giờ nhân viên sẽ mang ra. Nhân viên anh khá là cao và mảnh khảnh, đây là chai Hàn Quốc ấy các bạn ạ. Hôm nay rất là vui chia sẻ đến mọi người, hy vọng mọi người like video và nhớ đăng ký kênh giúp em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.